Xin chào. Chào mừng quý khách đã quay trở lại kênh Đồ Gỗ Hướng Mai. Kính chúc quý khách luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Hôm nay Ngọc Anh và mẹ Mai sẽ giới thiệu cho quý khách một bộ bàn ghế gỗ chắc, gỗ Minh Quốc Hồng Chim bằng gỗ chắc, cột 8 và bộ này là bộ 6 món. Nếu mà nhà quý khách thật là nhỏ mà ở phố cổ hoặc là những cái nhà mà không kê được nhiều bàn ghế, nếu muốn mua các cái đồ thật là quý, thật là chất lượng, thật là đẹp đẽ thì đây là một trong những cái bộ mà mua để ở những ngôi nhà nhỏ xinh mà giá trị. Bộ 6 món bằng gỗ chắc này cột 8 thì nó sẽ phù hợp với các căn nhà tầm khoảng 10m2 hoặc hơn 10m2 thì kê sẽ rất là đẹp. Và vì nó là gỗ chắc nên nó rất là quý và hiếm. Những cái bộ này là những cái bộ mà khi mà quý khách ngồi thì càng ngồi lâu nó càng bóng và nó càng đẹp. Và chất gỗ của nó thì đanh, chắc khỏe, nhắc thì nó nặng lắm, trông thì mong manh như thế này nhưng mà nhắc thì nặng như cái cối đá. Và đây là bộ 6 món, nó rất là xinh, nó xinh, nó nhỏ gọn. Nếu mà quý khách có những cái căn phòng nhỏ nhỏ xinh xinh, thỉnh thoảng với có nhiều khách thôi, ít khách, thì đây là một trong những bộ mà nó vừa xinh xinh, quý giá. Cái đi văng của bộ này thì nó dài, mà Đỗ Ngọc biết dài bao nhiêu? Dài 1m8 ạ. 1m97 và cái kiểu dáng này là kiểu salon Minh Quốc Hồng Chim. Thời xưa những năm 2003 thì những cái mẫu này nó rất là hot, nó vô cùng là đẹp và chất lượng. Đã có một thời công ty Hướng Mai được huy chương vàng về mẫu này rồi. Những cái năm đấy thì những cái sản phẩm như này nó bán hàng rất là chạy. Thế và những cái bộ như này mà 6 món thì nó chỉ còn duy nhất có một bộ mà thôi, rất là hiếm hoi. Nếu mà quý khách có một cái phòng nhỏ muốn mua các đồ chất lượng thì đây là những cái bộ mà mua được, nhà tầm 10m2 trở lên. Hôm nay Ngọc Anh với Hướng Mai giới thiệu về bộ bàn ghế salon Minh Quốc Hồng Chim 6 món gỗ chắc với toàn thể quý khách. Nếu quý khách có nhu cầu hoặc cảm thấy phù hợp với nhà mình thì hãy liên hệ với số 0972514668 hoặc đến tận công ty số 1 Đồng Kỵ để tham quan. Nếu mà ưng ý thì có thể mua các sản phẩm về phù hợp với căn nhà của mình. Hướng Mai cũng như là Ngọc Anh xin được gửi lời biết ơn, lời chúc sức khỏe tới toàn thể gia đình quý khách. Kính chúc quý khách luôn luôn mạnh khỏe, tràn đầy năng lượng, bình an và thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Xin chào.